giữa không gian tĩnh lặng của phế tích chùa, chúng tôi gặp anh Kunda Kuma, du khách Ấn Độ. Anh chia sẻ, việc biết đến chùa là nơi tìm thấy xá lị Phật quý giá đã thôi thúc anh đến đây. Đối với anh, xá lị Phật là biểu tượng giao thoa văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam. Khi mà tôi đến Việt Nam thì tôi nghe thấy cái khu vực này đã tìm thấy được một cái phần xá lợi Phật ở đây. Tôi rất tin rằng là sau khi xây mới, cái nơi này sẽ được nhiều khách từ nước ngoài và tôi sẽ đưa khách từ Ấn Độ sang bên này để khám phá cái nơi này nữa. Năm 1985, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều hiện vật quý giá tại chân móng nhạn tháp, đặc biệt là hộp đựng xá lị Phật, chứng minh chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 7, thời nhà Đường và khẳng định sự hiện diện sớm của xá lị tại Việt Nam. Đây là cái tòa tháp đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam tìm thấy cái hộp đựng xá lợi của Đức Phật. Thì đây là một cái phát hiện mà nó làm chấn động cái giới nghiên cứu của khảo cổ cũng như là giới nghiên cứu lịch sử và đặc biệt là những người nghiên cứu chuyên sâu về Phật giáo. Đây là một cái di sản vô cùng quý, không chỉ là quý đối với Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam mà nó đối với Phật giáo thế giới, nó là di sản ấy, của thế giới nữa chứ không phải. Cho nên có rất nhiều Phật giáo các nước rất quan tâm đến cái di sản này, cái bảo vật quốc gia này. Năm 2017, hộp đựng xá lị Phật được công nhận là bảo vật quốc gia và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An. Tuy nhiên, người dân và Phật tử mong mỏi chùa được phục dựng để xá lị trở về đúng vị trí, trở thành nơi chiêm bái và điểm đến tâm linh. Thì tôi như là cũng trống mong, có một cái ước mong là xây dựng ngôi chùa cho trục sở tương nào là tổ tương này. Là rất mong muốn, nó sớm mới muốn là để đem cái đất này trước đây là có cái gốc tích là có xá lị, thì mong muốn là cái xá lị sớm trở về với cái chùa để cho nhân dân, để thỏa lòng nhân dân mong ước. Thực tế thì trong những năm qua huyện Nam Đàn cũng có và bà con nhân dân cũng có nguyện vọng là khôi phục lại cái tháp này. Tuy nhiên trong cái điều kiện kinh tế nói chung và cái đầu tư vào để mà khôi phục cái tháp này cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn. Những giá trị lịch sử và văn hóa của chùa Nhạn Tháp có ý nghĩa to lớn đối với người dân Nghệ An nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Vì thế, sự vào cuộc của chính quyền các cấp, của cộng đồng và giáo hội sẽ là chìa khóa để phục dựng ngôi chùa cổ kính này. Đã đến lúc chúng ta cần hành động khẩn thiết để bảo tồn, phát huy di sản vô giá này, để những giá trị tinh thần và văn hóa mãi mãi trường tồn.